Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003 trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần trong chuyên mục Tử Vi của 12 con giáp. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta có thật nhiều may mắn, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn xung quanh cuộc sống của mình. Những người tuổi Quý Mùi thì rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức khá là sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và không chỉ vậy, họ luôn là người mang lại niềm vui và tiếng cười cho những người xung quanh. Vậy nên trong tháng 2 âm lịch này thì họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố, thần Phật độ mạng, ban phát tài lộc, hóa giải vận xui cho quý gia chủ tuổi Quý Mùi. Và trong tháng này cũng mang lại cho những gia chủ cơ hội đổi đời, nếu biết nắm bắt chính xác, chỉ sau một đêm thì chắc chắn cũng giúp cho quý gia chủ tuổi Quý Mùi đổi vận giàu sang. Vâng, và trước khi bước vào nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận thông báo và không bỏ lỡ bất kỳ một nội dung hấp dẫn nào mà chúng tôi đăng tải mỗi ngày trên kênh. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Quý Mùi sinh năm 2003 có mệnh Mộc, Dương Liễu Mộc là gỗ cây dương. Người sinh năm 2003 Quý Mùi thường có tính tình hiền lành, thích sự trầm ổn, không muốn gây nổi bật. Ai muốn kết bạn với những người tuổi này thực sự rất may mắn, bởi vì tuổi Quý Mùi rất trọng nghĩa khí, sống biết trước biết sau và hết mình với bạn bè nên được nhiều người yêu mến và quý trọng. Thế nhưng đôi lúc bạn sống vì người khác quá nhiều nên khiến bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Tuổi Mùi khó tránh khỏi những lúc khó xử và chịu thiệt về phía mình. Đa phần các bạn tuổi Quý Mùi vẫn đang trong độ tuổi đi học, chưa có nguồn thu nhập riêng. Dù có đi làm cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên nhìn chung chưa có nhiều đột phá trong tháng này. Một số bạn có thể tranh thủ các kỳ nghỉ để đi làm thêm, nhưng quá trình tìm việc nhất định phải thật cẩn thận bởi nguy cơ bị lừa gạt lợi dụng là khá lớn. Phương diện học tập cũng không quá lý tưởng, bạn cảm thấy thiếu động lực và rất dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài khiến đầu óc mất tập trung. Có bạn lại chểnh mảng việc học do dành quá nhiều thời gian cho việc yêu đương, hẹn hò. Đây chính là vấn đề cần phải hết sức tiết chế, việc học vẫn là mục tiêu quan trọng mà bạn cần phải hướng tới trong tương lai. Đừng để công sức đèn sách bấy nhiêu lâu đổ bể khi không thể thuận lợi tốt nghiệp, khi đó sự phát triển sau này của bạn cũng sẽ đầy rối ren. Xét về thiên can, Quý âm thủy gặp Quý âm thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Quý Mùi cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Quý Mùi tháng 2 âm lịch năm 2022 cho thấy tình hình học tập không được khả quan cho lắm. Do hung tinh tác động, bản mệnh rất dễ suy nghĩ chủ quan, tâm lý dễ bị dao động, thiếu tập trung trong học tập nên ảnh hưởng đến thành tích hiện tại. Hơn nữa, tâm lý ham chơi và có quá nhiều cám dỗ khiến bạn có không ít thời điểm bỏ bê việc học hành để chạy theo sở thích riêng. Các bậc phụ huynh nên quan tâm sát sao và đốc thúc con kịp thời. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Mùi để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Đa phần, người tuổi Quý Mùi vẫn đang trong giai đoạn được gia đình bao bọc.
nên quý bạn sẽ không gặp áp lực về kinh tế, tài chính được đảm bảo. Tuy vậy, bản mệnh vẫn không tránh khỏi những lúc cảm thấy bí bách khi không được tiêu xài theo ý muốn hoặc phải dùng tiền tiết kiệm để phục vụ nhu cầu của bản thân. Bạn nên hỏi ý kiến của cha mẹ trước khi tiêu khoản tiền lớn. Nếu đó là lý do chính đáng thì chúng tôi tin rằng cha mẹ sẽ ủng hộ và giúp đỡ bạn phần nào. Nếu đã đi làm, các bạn có thể cân bằng lại các khoản thu chi để tăng số tiền tiết kiệm lên. Điều này rất hữu ích cho tương lai sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Vì vẫn đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn nên chú ý vấn đề dinh dưỡng, rèn luyện thể chất là được. Tuy nhiên vì có nhiều hung tinh xung chiếu, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong năm. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không trường hợp xấu là bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tự tạo áp lực tinh thần cho chính mình, đề phòng chữa những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa và cũng nên dừng ngay việc thức quá khuya, ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Đó chính là nguyên nhân chính khiến cho cơ thể bạn tích tụ bệnh tật và giảm sức đề kháng lâu dài. Các quý gia chủ tuổi Quý Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 2, trên phương diện tình cảm, bản mệnh nên lưu ý hơn đến các mối quan hệ với người xung quanh, đặc biệt là với bạn bè. Có rất nhiều mâu thuẫn hay xung đột xảy ra, nếu không khéo léo, bạn bè trở mặt thành thù thì không vui chút nào. Tính tình mệnh chủ có phần cố chấp, ngang ngạnh, tính tự tôn cao, không giỏi giao tiếp, dễ xảy ra tranh chấp với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm, cứ cháy âm ỉ khiến đôi bên rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, tình cảm đôi bên sứt mẻ, tình bạn bè thân thiết đến đâu cũng có thể sụp đổ vì cái tôi của mỗi người đều quá cao. Người độc thân không phải không có cơ hội làm quen với người mới, nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Bản thân bạn vốn không đặt nặng quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu, thường suy nghĩ theo kiểu tới đâu thì tới. Vì vậy có khi nhiều cơ hội ở ngay trước mắt nhưng lại hời hợt bỏ qua. Có người dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối tối nằm không, kẻ đến người đi dập dìu nhưng vẫn chưa tìm được ai ưng ý. Nếu bạn không đủ nghiêm túc thì e rằng tình trạng độc thân vẫn còn kéo dài khá lâu. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, tháng Quý Mão. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 2 năm 2022, tức ngày 13 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 2 năm 2022, tức ngày 25 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa.
ngày âm lịch ngày 16 tháng 2 năm 2022, tức ngày 18 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 2 năm 2022, tức ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 2 âm lịch, và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!